Em đưa anh. Dừng lại. Không đưa anh ấy đi đâu. Hà, bình tĩnh, nghe tớ nói. Mỗi lần nhìn thấy cậu, anh ấy đều rất đau đớn. Bây giờ anh Cường không còn thuộc về cậu nữa. Cậu đừng cố chấp. Tớ xin cậu, cậu hãy tác thành cho tớ và anh Cường. Mọi chuyện cứ để như bây giờ chẳng phải là rất tốt hay sao? Anh nhìn đi, kia mới là vợ của anh. 7 năm cô ấy chờ đợi anh, đã phải chịu bao nhiêu tủi nhục, anh có biết không? 7 năm qua mẹ của anh hành hạ cô ấy như thế nào, anh có biết không hả? Tôi không quen. Anh phải nhớ, anh trở về và mang theo cái đầu rỗng tuếch thế là xong à? Anh Khang, trí não của anh ấy đang không ổn định, anh đừng ép anh ấy. Ít nhất cũng phải để cho anh ấy gặp mẹ chứ. Hiện tại anh Cường không thể nhận ra ai. Nếu như mẹ anh ấy biết bác ấy thúc ép thì chắc anh ấy phát điên mất. Tớ xin cậu, xin cậu hãy tác thành cho hai đứa tớ. Đi đi, đưa anh ấy đi đi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã tác thành. Đời này tớ đã nợ cậu rất nhiều. Hà, Hà, em có làm sao không? Hà, anh, sợi dây chuyền này vốn là thuộc về anh. Anh Cường, anh có làm sao không? Anh Cường, anh làm sao thế? Kìa, anh. Anh có làm sao không?